Năm 1952, ở một cái nhà thờ ở Romania, tại một hành lang chứa đầy những cây thánh giá, có hai nữ tu mò mẫm trong bóng tối, tìm đến cánh cửa ghi dòng chữ Latin, Chúa kết thúc ở đây. Ba sơ già tiến tới mở cửa, trong khi sơ trẻ kiểu Bro, what the f***, please stop. Nhưng cô không có sự lựa chọn vì người chị em của cô đã đi vào trong, để cô lại cầu nguyện ở bên ngoài. Rồi một tiếng gào vang lên từ phía trong cánh cửa, vị sơ già bò ra trong vũng máu, cảnh báo rằng con quỷ sẽ nhập vào sơ trẻ để thoát ra ngoài. Chưa dứt câu thì sơ già bị kéo tụt vào trong, trong khi sơ trẻ thì kiểu Bro, you got me. Thôi đừng đùa nữa, ra đây đi chị ơi. Sao anh không xử bà sơ luôn mà anh để bà ấy lết ra ngoài làm gì? Nếu mà không làm thế thì làm sao tôi kéo chân bà ấy vào được? Nhưng bà ấy mà chết rồi thì mày không cần phải kéo chân nữa đúng không? Anh lại không xem nhiều phim đúng không? Phim nào mà bọn tôi chả phải kéo chân vài đứa? Chân chúng nó thì hôi bỏ xứ ra, đâu có phải ai cũng muốn thế đâu. Đấy là nhiệm vụ chung rồi. Thế còn tại sao anh lại chọn cái vị sơ trẻ này để nhập vào, xong nhập luôn bà đấy? Anh là anh hay hỏi mấy câu linh tinh lắm nhá. Thế bây giờ anh muốn thoát ra và một chui vào vị sơ trẻ, hay là anh muốn thoát ra và chui vào vị sơ già? Có lý đấy. Vị sơ trẻ lúc này chạy trốn vào phòng ngủ, biết cách duy nhất để trốn khỏi con quỷ là về với Chúa. Cô tóm lấy sợi dây thừng, bước đến bên cửa sổ, trong dây thừng vào cổ và tự kết liễu đời mình. Mẹ tự nhiên vần thế. Cô tóm lấy sợi dây thừng và bước đến bên cửa sổ, cô trong dây thừng vào cổ và tự kết liễu đời mình. Con quỷ sau đó từ từ đi tới đóng cửa sổ lại. Nhưng mà khoan đã, cái vị sơ trẻ này là cái hy vọng cuối cùng để mà anh thoát ra đúng không? Đúng vậy. Vậy tại sao anh không ngăn cô ấy lại? Anh để cô ấy nhảy làm gì? Nhưng mà cảnh kia ấy ngầu đúng không? Hay đúng không? Hay mà. Đi cũng ngầu phết. Hay mà, ngầu mà. Vài ngày sau, Frenchie, anh chàng vận chuyển đồ ăn cho tu viện, phát hiện ra cái xác của vị sơ trẻ kia. Cái chết của cô liền đến tai Vatican. Đi trừ tà đi! Vâng, tôi hiểu rồi. Người mà giáo hội cử đi là cha xứ Bớt, người có nhiều kinh nghiệm trừ tà nhất giáo hội. Ông từng trừ tà một vụ và thất bại, khiến thằng bé nạn nhân qua đời. Và vụ này luôn ám ảnh Bớt mãi về sau. Hỗ trợ cho Bớt là Irene, một vị sơ tập sự trẻ, người được cho là thông thuộc địa hình Romania, dù cô chưa đến đó bao giờ. Hai người khởi hành đi tìm Frenchie để nhờ anh này dẫn đường đến tu viện kín đó. Nhưng Frenchie chỉ phụ trách đưa đồ tiếp tế đến và chưa hề tiếp xúc với một tu sĩ nào trong tu viện. Cái tu viện này cũng hướng nội và không giao du bên ngoài, nên cũng chẳng ai biết tình hình bên trong như thế nào. Frenchie dẫn mọi người đến hầm lạnh, nơi mà anh thường cất những lương thực đem đến. Từ đây có thể vào tu viện qua lối của các sơ. Hôm trước, Frenchie để cái xác của vị sơ trẻ nằm ở đây, nhưng khi họ vào đến nơi thì cái xác lại trong tư thế ngồi. Cha Bớt bảo lần đầu thấy xác chết ngồi dậy à? Kém. Thế làm gì đã sốc bằng tin Xiaomi Pad 6 giá chỉ hơn 8 triệu rưỡi cho bản dung lượng 128GB và màn hình 11 inch. Xem phim cực đã với màn hình 2K AMOLED, 4 loa Dolby Atmos sống động, chip Snapdragon 870 mạnh mẽ và 8GB RAM. Đang được giảm giá 5% cho anh em sinh viên cầm thẻ sinh viên đến cửa hàng. Nhân dịp sự kiện Scam, nghe nói là hàng này bán độc quyền tại Cellphones mà mang thêm máy tính bảng cũ để đổi thì lại còn được trợ giá 500K nữa. Còn chần chờ gì mà không bấm vào đường link giữa phần mô tả và mua cho mình một con Xiaomi Pad 6. Và phát hiện ra trong tay cái xác có một chiếc chìa khóa, liền tháo nó ra và mang theo bên người. Họ sau đó chôn cất cho nữ tu ở nghĩa địa cũ gần đó. Các ngôi mộ ở đây đều được treo một cái chuông, để mà lỡ có chôn nhầm người sống xuống thì họ có cái để mà ăn mừng Giáng sinh. Xong việc thì ba người cùng nhau đến trước cửa tu viện, nơi mà vũng máu của nữ tu vẫn chưa khô, dù đã qua cả một tuần trời. Dấu hiệu tu viện từ chối tiếp khách mà đến một thằng nông dân cũng nhận ra, nhưng cha xứ này thì không. Ông đi thẳng vào trong đại điện của tu viện và gặp được mẹ bề trên của tu viện ngồi ở đó. Mẹ bề trên đeo một chiếc khăn trùm đầu kín mít, giọng thì khàn khàn như vừa đi concert về. Nếu như Blackpink có hoạt động ở năm 1952, bà ta bảo tu viện sắp đóng cửa và mọi người phải ở khu nhà nghỉ cho khách tới sáng hôm sau. Về đến phòng, Bước liền đuổi Frenchie đi và bảo rằng ngày kia hãy quay lại đón. Anh này mò mẫm xuống núi lúc trời chập tối, đang đi được nửa đường thì gặp một nữ tu phía xa xa. Vị nữ tu này quay lưng bỏ đi, Frenchie lập tức đi theo, một lựa chọn rất là khôn ngoan. Vị nữ tu lại xuất hiện kéo theo một sợi dây thừng. Frenchie tin là vùng đất này bị ám, nhưng cũng tin rằng một nữ tu xuất hiện giữa rừng vào ban đêm là người. Anh đi theo đến một bãi thánh giá nào đấy không hiểu đâu ra, rồi vị nữ tu kia tái hiện cảnh nhảy bungee ghi ở đầu phim. Nhưng cái xác lần này đứt dây, rơi thẳng xuống người Frenchie. Anh này chật vật chạy về phía thánh giá, may một con quỷ không dám chạy vào chỗ này. Frenchie liền ôm một cái thánh giá rồi mới dám mò về. Nhưng mà tại sao anh đi dọa cái tên này? Tên này mang cho anh tận 2 người để mà anh có thể nhập vào cơ mà. Anh xem phim không suy nghĩ gì cả. Thế bây giờ tôi dọa ông kia nhá, thế là ông ấy không dám quay lại để đón 2 ngày này đúng không? Thế là họ mãi ở trong cái vòng tay, trong cái sức mạnh, trong cái năng lực của tôi đúng không?
có lý, nghe logic phết. Quay lại với khu nhà nghỉ, Irene kể cho Burke về việc cô từng có những giấc mơ kỳ lạ và được một đồng nghiệp của Burke giúp đỡ. Tất cả những giấc mơ đều có một điểm chung là câu nói Đức Mẹ Mary chỉ lối, nghe đúng kiểu sinh ra là tấm thân này dành cho Chúa rồi. Burke cũng kể cho cô về ám ảnh quá khứ của mình, về buổi trừ tà thất bại và đứa bé đã thiệt mạng. Nửa đêm hôm đấy, máy phát nhạc trong phòng tự bật lên, đánh thức cha xứ đang ngủ mà không hề tháo giày. Ông bật dậy, dùng đèn pin soi quanh nhà và thoáng thấy một thằng bé chạy trước cửa. Tại sao lại có một thằng bé ở đây? Là câu hỏi mà ông không hề đặt ra. Khi mà ông đuổi theo nó đến tận nghĩa địa, thằng bé này nôn ra một con rắn, dọa cho cha Burke ngã xuống một cái huyệt đào sẵn sau lưng ông. Với cái bìa mộ để sẵn tên ông, đất đá cỏ cây lập tức được lấp vào, chôn vùi cha Burke. Cha Burke đành rung chuông như điên, hy vọng có ai đó nghe thấy. Irene không nghe thấy, nhưng mà cô cũng choàng dậy. Cô tiếp nối cha Burke, cầm đèn soi xung quanh. Lần này, con quỷ không biết điểm yếu của cô là gì, nên là hiện luôn dưới dạng ma sơ. Irene thì không vì lý do nào cả, nhưng vẫn đi ra ngoài tìm. Cô mò xuống cái phòng cầu nguyện phía dưới và thấy một đám nữ tu đang cầu nguyện ở đó. Bóng con quỷ đột nhiên lớn dần, che phủ cả cây thánh giá, rồi bóng bước dần về phía Irene, rồi lại xuất hiện phía sau lưng cô ở trong gương. Irene quay lại thì tất cả nữ tu đã biến mất. Con quỷ chụp lấy vai của Irene, gào lên, vỡ cả kính, gãy cả thánh giá. Irene bây giờ mới thấy sợ mà vội chạy ra ngoài. Đúng lúc đó, cha Burke rung chuông ở cạnh mộ. Sơ Irene nghe loáng thoáng tiếng chuông, biết ngay là cha Burke gặp nạn, chứ không phải là gió rung hay là chó chạy gì ngang khu mộ. Mà anh có thật sự muốn xử cha xứ Burke không? Tất nhiên rồi. Thế tại sao anh không kiểu bỏ luôn cái chuông đi? Nhưng mà đấy là phong tục, tôi là một con ma, ma có giáo dưỡng, có học thức, có văn hóa. Không ai làm cái trò đấy cả. Ma cũng phải theo văn hóa à? Có chứ. Khi Irene đến nơi, con quỷ dở trò bằng cách rung hết đống chuông ở bãi tha ma. Nhưng bằng sự thần thánh không biết từ đâu ra, Irene lại chọn đúng ngôi mộ để mà đào lên. Ngay khi xẻng chạm đến quan tài, một bàn tay bất ngờ vô lên mặt của Burke. Sơ Irene thấy động tĩnh, liền dùng hết sức đâm cái xẻng vào, giúp Burke tự phá nắp mà thoát ra. Sau khi ra khỏi chỗ đó, hai người nhìn lại quan tài thì thấy một bộ xương với rất nhiều sách cổ. Thế là anh vứt cha xứ vào đúng cái ngôi mộ mà có chứa sách ghi về nguồn gốc của anh. Thì đúng mà, đây là một đất nước tư bản, một người làm sao mà có hai mảnh mộ. Tôi chỉ có đúng duy nhất mảnh mộ đấy được dùng thôi. Ngày hôm sau, hai người quay lại tu viện để điều tra. Vũng máu trước cửa càng lúc càng lan rộng. Đấy là một bí ẩn của bộ phim mà không được giải đáp. Cha xứ ở lại sảnh chính, nghiên cứu đống sách. Irene thì đi vào trong để nói chuyện với mọi người. Cô tìm thấy một nữ tu đang cầu nguyện và định tiến đến hỏi. Đúng lúc đó, một nữ tu khác xuất hiện chặn lại, giải thích rằng lễ cầu nguyện này không được phép dừng lại. Sơ này tên là Oana, người được cử đến để tiếp đón Irene. Trong lúc đó, ở ngôi làng bên ngoài bìa rừng, Frenchie đang dùng cồn để đè nén sự sợ hãi thì nghe tin trong làng có tang. Những đứa trẻ đang đổ bệnh và có một đứa vừa tự vẫn. Người dân cho rằng tất cả là tại con quỷ trong tu viện. Thế là Frenchie bắt đầu suy nghĩ đến việc quay lại để cứu Irene. Quay lại với tu viện, cha xứ Burke đã tìm được tên của con quỷ và Lark. Đúng lúc đó, cánh cửa sắt đi vào bên trong tu viện sập xuống. Thế là hết đường để đi vào trong, nhưng mà chạy đi thì vẫn được. Trong lúc đó thì sơ Oana đang kể lịch sử tu viện với Irene. Đây từng là tế đàn triệu hồi quỷ của một tên công tước, nhưng giáo hội đã phát hiện và phong ấn cánh cổng bằng một giọt máu của Chúa. Sau đó, giáo hội để các nữ tu ở lại thực hiện lễ cầu nguyện vĩnh viễn, thay phiên nhau cầu nguyện 24/7 để phong ấn con quỷ. Nhưng khi chiến tranh xảy ra, bom rơi đạn lạc đã làm cánh cổng mở ra lần nữa. Irene cũng kể về việc gặp ma sơ tối qua. Sơ Oana confirm là ai cũng gặp bà này, nhưng mà để làm kỷ niệm thôi, đừng có mà cho lên MV, bởi vì bà này chính là con quỷ giả dạng. Đúng lúc đó, một sơ khác xuất hiện nhắc Oana đi cầu nguyện. Irene thì được đưa đến phòng nghỉ bên trong tu viện, chính căn phòng ở đầu phim. Cô tranh thủ lôi chìa khóa ra hỏi chị sơ kia, nhưng chị sơ kia chẳng nói gì cả mà chỉ vội khóa cửa và rời đi. Cha Burke lúc này thì đang xem xét sơ đồ tu viện để mà tìm đường đi vào trong, thì đúng lúc đó mẹ bề trên xuất hiện bảo rằng chúng mày chết, rồi ngoặt cổ như đang ngủ gục. Cha Burke tiến lại kéo thử mũ trùm của bà ta thì bị bà ta tóm lấy tay, rồi cánh tay của bà ta rụng xuống như một cành củi, còn cơ thể của bà ta thì biến mất. Lúc đó, sơ Irene cũng tỉnh dậy từ một cơn ác mộng và cô cũng đi ngủ mà không hề cởi giày. Đến bà sơ này nhìn thấy còn phải cúi người xin tha thứ vì tội lỗi này cơ mà. Nhưng mà sao bà này lại ở đây thì chả ai biết cả. Vị sơ đột ngột biến mất, rồi lại xuất hiện cảnh nhảy bông ghi bên ngoài cửa sổ. Ngoài cửa thì vang lên tiếng gõ, rồi cánh cửa bật mở ra trong tiếng két két cũ rích. Irene lấy cây đèn cầy, rồi đi ra ngoài hành lang. Đi đến một cái giếng nào đấy, cô tiếp tục đi đến cái hành lang đầy thánh giá, đến cánh cửa ghi dòng chữ Latin trên đó. Cánh cửa mở ra để lộ con ma sơ, à không, con ma ma sơ. Hành lang bỗng nghiêng về phía con quỷ, từng cơn gió hun hút kéo cô về phía nó. Irene phải bám vào thánh giá để mà không rơi về phía nó, nhưng mà rồi thì cô cũng thuột tay, rồi đập cả người vào cánh cửa. Con quỷ thò hai tay ra muốn bắt lấy cô. Sau đó là màn rượt đuổi giữa con quỷ và Irene. Xong sơ Oana xuất hiện cứu Irene, dặn cô hãy đến chỗ cầu nguyện để lánh nạn.
Ở nơi đó đã có nữ tu cầu nguyện, bên cạnh đó là một cái xác. Quay trở lại với cha Burke, trước mặt ông xuất hiện một vị sơ đi vào phòng thú tội. Burke hết sức dũng cảm đi ngay theo sau. Nhưng mà đúng như dự đoán, thằng bé kia lại xuất hiện và bắt đầu gào thét, khiến căn phòng rung lên như động đất, và Lark đã đích thân xuất hiện, rồi mặc kệ cho cha xứ bỏ chạy. Quay lại với phòng cầu nguyện, một loạt nữ tu hiện ra, quỳ xuống cầu nguyện, họ bắt cả Irene làm theo. Được một lúc thì có lực lượng gì đó đánh bay tất cả sơ đem đi, chỉ còn lại mình Irene cầu nguyện. Cha Burke thì đang mò đến đường hầm dẫn đến căn phòng chữ đồ. Rõ ràng là ông này tìm cách chạy trước cứu người sau, nhưng mà một cái chuông thu hút sự chú ý của ông. Mặc dù trải qua rất nhiều bài học rồi, nhưng mà cha Burke vẫn không chạy mẹ nó đi mà lại mò theo cái chuông. Thế là ông lại bị một cái xác tấn công. May mà Frenchie kịp thời đến và xử lý nó. Irene thì vẫn đang tiếp tục cầu nguyện. Con quỷ sẽ toạc một bên vai áo của cô, xăm quả cờ đỏ lên vai cô và không để làm gì cả. Cha Burke và Frenchie tìm ra cô, không hiểu là đi vào bằng đường nào, nhưng tất cả cảnh tượng trong phòng cầu nguyện đều đã biến mất. Irene đến check cái xác thì thấy nó đã khô queo từ lâu rồi. Trong lúc mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cái xác bật dậy tấn công cha Burke. Frenchie lập tức đè nó xuống, cha Burke thì dí thanh giá vào mặt nó. Cái xác bắt đầu bốc cháy phừng phực nhưng không chết. Thế là Frenchie là một phát trừ tà bằng đồng. Đột nhiên mọi người hiểu chuyện gì đã xảy ra với tu viện và quyết định phải phong ấn cánh cổng để mà ngăn con quỷ. Nhưng mà chạy đi cũng được mà, chạy đi thì con quỷ cũng đâu có thoát ra được. Trước khi lao vào chiến đấu, Irene phải tìm được máu của chúa đang ở đâu đó trong tu viện. Chiếc chìa khóa chắc chắn là dùng cho việc đó. Irene cũng quyết định làm lễ để trở thành nữ tu chính thức. Có tác dụng gì cho công cuộc đánh quỷ tôi cũng chả biết. Sau đó, ba người đến chỗ cái giếng và tìm được cái phòng có bức tượng Đức Mẹ Maria. Ánh sáng theo tay bức tượng chỉ về phía lỗ khóa. Thế là họ lấy được lọ máu thánh và sẵn sàng bước vào lãnh địa thực sự của con quỷ. Đúng lúc quan trọng này, ba người quyết định tách ra để mà kiểm tra từng nơi một. Irene đến căn phòng triệu hồi và lọt ngay vào cái vòng triệu hồi ma quỷ ở đó. Cha Burke cũng bắt đầu bị tấn công. Frenchie thì cũng vào phòng triệu hồi và nhìn thấy một đống nữ tu bị bịt mặt trong đó. Đoán xem ai là người thật nào. Nhưng mà đây là diệt quỷ chứ có phải là ga cha trúng thưởng đâu. Đó chỉ là chiêu trò kéo dài thời gian để mà con quỷ chiếm lấy thân xác của Irene. Nó đánh bật Frenchie đập vào cây cột. Và Lark bây giờ đã là con quỷ đáng sợ nhất từng xuất hiện trên màn ảnh. Một con quỷ cầm súng, nó tiến đến uy hiếp Frenchie. Anh này quẹt lấy ít máu thánh trong chiếc bình treo trên cổ Irene và bôi lên mặt cô. Thế là con quỷ bị đánh bật ra bên ngoài. Và Lark lập tức trút giận lên Frenchie và đánh bay Irene ra một hồ nước. Cha Burke lúc này mới xuất hiện, nhưng mà làm được cái gì cả. Và Lark lúc này lại đến bên cái hồ nhỏ, lao đến dìm Irene. Nhìn rất là vô tri, một con quỷ mà phải giết người bằng cách dìm nước. Nhưng Irene đã có được cái bình máu. Cô ngậm máu phun quỷ, khiến nó gào thét trong lúc cơ thể nó bị tan ra và chui thẳng về địa ngục. Cuối cùng thì không có ai hy sinh cả, trừ 50% thị lực của Burke. Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau, với cái vết thánh giá ngực vừa xuất hiện trên cổ Frenchie. Thế thì anh có phải là bị trục xuất về địa ngục đâu? Sao anh nhìn có vẻ đau đớn ấy? Tất nhiên rồi, đấy gọi là diễn xuất. Anh đã biết để diễn xuất bao giờ chưa? Thế anh định làm cái gì trong phần tiếp theo? Cái đấy thì tất nhiên là báo thù rồi. Cụ thể là ra rạp xem phim đi. Bây giờ đang chiếu phim dân ăn mà. Bây giờ không ra rạp thì phần 3 nó là dân ăn là không có gì đấy.